Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả, mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị đến với phần tiêu điểm nổi bật. Thưa quý vị, tình trạng ô nhiễm nguồn nước và không khí tại những con sông lớn trong nội thành Hà Nội được nói ngày càng trầm trọng, dù phía lãnh đạo thủ đô đã có nhiều dự án cải thiện. Đài Á Châu Tự Do tìm hiểu hiện trạng thông qua chia sẻ của những người dân sống tại đây trong phóng sự sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Ở đây là cái sông Kim Nghiêu, bây giờ nó trở thành cái cống của thành phố. Còn bên trước còn nước nó đen ngòm mà nó thối. Nó đen ngòm hôi thối lắm, nó vì nó đen cả một cái cống của thành phố nó chảy ra đây mà. Ôi hiểm này, đấy chú bảo này, cả cái xác chết này lọ cả thứ thì chim bò rồi thì có khi có những cái con lợn nó đổ bằng người ấy này, nó chết thì họ cũng lém xuống đây. Cái này tất cả đều là dồn vào đây cả mà. Thằng lòng nước nó cạn một ít nữa, nó chỉ còn tí ở dưới lòng thôi chứ mà nó cái mùi như nó lại cô đọng lại, nó càng bốc mùi ác. Rất kỳ, đây là đang không có mùi gì. Thế nhưng mà tí nữa nếu mà có mấy hạt mưa xuống thì nó kinh lắm, không đứng nổi đây. Không. Độ khoảng coi như vậy là nếu như mà cứ độ khoảng 3-4 ngày mà không mưa thì cái mùi đó thấy rõ rệt ngay. Mưa rồi thì coi như là nước nó thoát đi được. Đấy. Vừa rồi là chia sẻ của những người dân sinh sống và làm việc tại các sông Tô Lịch, Kim Ngưu và Lừ. 3 trong số 7 con sông trong nội thành Hà Nội có tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, được ví là những dòng sông chết. Tình trạng ô nhiễm tại những dòng sông chết này ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người dân sống gần đây. Sống bà con thì nói chung là ở khu vực này thì đấy, buôn bán làm ăn là không buôn bán được. Dân tôi ở trong ngõ, trong lưu, trong sâu, cách 5-7 nhà trong ngõ mà vẫn còn bị lùi. Gió nó lùa, nó đưa vào. Thế còn ở trước mặt đây thì chịu. Đấy, người ta phải đóng cửa suốt. Này, đây nói thật với các chú là chúng tôi thì ra về vì cái cuộc sống sinh nhai cho nên là mình nói chung là phải đi và cũng phải chịu. Thì còn tất nhiên là cũng không ai có muốn ra đây mà để. Lãnh đạo thành phố Hà Nội trong nhiều năm gần đây đã có những dự án cải thiện ô nhiễm tại những con sông lớn tại đây với 2 giai đoạn. Trong đó, bao gồm cải tạo hệ thống thoát nước khu vực nội thành, cải tạo kè và công trình hạ tầng kỹ thuật dọc các con sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Xét, cải tạo nạo vét hồ nội thành, các nhà máy xử lý nước thải đầu tư đưa vào vận hành Kim Liên, Trúc Bạch, Bảy Mẫu, nhà máy xử lý nước thải Yên Sở. Nó đỡ, cũng đỡ nhiều chứ trước đó, nó còn coi như vậy là thành các bè coi như vậy là không thể coi như vậy là chảy được đấy chứ. Bây giờ thế này là chảy được, ví dụ như mưa giờ là nó thoát được. Vì trước đây là chưa cải tạo nó còn không thoát được nước đấy chứ. À, mùi hôi thối thì không bao giờ hết được. Tất nhiên là ảnh hưởng đấy, nhưng mà nó quen đi rồi thì tuy nhiên không phải dự án nào cũng cải thiện được ít nhiều tình hình ô nhiễm tại các con sông, như chia sẻ của những người dân sau. Nó nó chỉ được một thời gian thôi. Vì nó là cái cống, nó chỉ được một thời gian là nó lại thế này thôi. Thật ra thì thấy mỏi bỏ cải tạo bao nhiêu lần nếu mà từ cuối thì cải tạo được đâu. Chưa thấy có gì cả, nói chung là mấy năm nay chưa thấy cải tạo, từ khi kè nước này. Bây giờ chỉ có môi trường người ta chỉ có đi vớt các cái rác rưởi của anh để cho nó thông thôi chứ mà không ăn thua. Nói chung trước bây giờ là cống rãnh ở các cái khu dân cư nó đổ ra, cái cống ngầm cống rãnh nước sinh hoạt hàng ngày rất là nhiều. Thực ra là chưa thấy nó thay đổi. Sông nào tôi không biết thì cái sông này cũng làm mất rồi chứ mà nó chưa thay đổi được nhiều. Trước đây là chỉ ví dụ quay hai bên này sông làm được. Nó nước nó có thời gian đầu thì nó có thông thoáng nó đỡ đi chứ rồi đâu nó. Thực ra là ở trong dân thì đây là các cơ quan xí nghiệp, các cái điểm mà gọi là rồi các phân xưởng. Thực ra nước quá chất rồi, các thứ nước là nước thải sinh hoạt. Thực ra nó tôi nghĩ là nó không có cái danh từ gì để mà tả được cái nước này. Nó không thiếu một ví gì.
không còn thiếu cái vị gì nữa. Tất cả nó. Nhiều người dân không khỏi tiếc nuối khi nhớ về dòng sông nơi mình sinh sống trước khi bị ô nhiễm nặng nề. Trước đây thì thời kỳ chúng tôi mới đến đây, chúng ta còn có mấy con rùa sống đùa. Bây giờ thì rùa chắc chết lâu. Ngày xưa chưa đô thị hóa nhiều thì chưa có cái kè này này, thì cái lòng sông nó còn nhỏ, thế nhưng mà nó lại có bèo sống được thì nó lại nước nó lại trong, nó lại không hôi thối. Nhưng bây giờ kè như thế này thì con là không còn cái bèo nào sống nổi. Truyền thông nhà nước vào ngày 27 tháng 7 đưa tin cho hay, lãnh đạo Hà Nội trong thời gian tới sẽ tiếp tục giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đề án phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ thống 4 sông nội đô, Tô Lịch, Kim Ngư, Lừ và Xét. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng thủ đô cũng sẽ thường xuyên kiểm soát chặt chẽ các nguồn nước thải xả vào lưu vực sông, tăng cường kiểm tra, giám sát và thanh tra, xử lý các trường hợp vi phạm cũng như các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đây cũng là mong mỏi của người dân. Dạ, là mong muốn chỉ làm sao mỗi giờ để mà cái nguồn nước này nó nên là nó không cũng để nó bốc mùi lên, để cho ví dụ bà con sống hai bên bờ sông này nó rất đỡ đi. Thường hàng năm là phải nạo vét lại thì cái dòng chảy của nó mới thuận hòa hơn, và nó coi như vậy là nó không bị ứ. Vừa rồi là chương trình tiêu điểm nổi bật hôm nay. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện đáng chú ý trong ngày. Ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xét xử vụ Việt Á, AIC và FLC. Vĩnh Phúc kiểm điểm 9 cán bộ xã vắng mặt trong giờ làm việc. Các vụ án xảy ra tại Việt Á, AIC, FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát phải được đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố xét xử trong những tháng cuối năm 2023. Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp hôm 16 tháng 8 đã đưa ra yêu cầu trên và được truyền thông loan trong cùng ngày. Tại cuộc họp, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, trong những tháng cuối năm 2023 và thời gian tới, Ban Chỉ đạo yêu cầu sớm hoàn thiện thể chế và kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Cụ thể, theo ông Dũng, Ban Chỉ đạo yêu cầu phải kết thúc điều tra 7 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 9 vụ án, xét xử sơ thẩm 11 vụ án, xét xử phúc thẩm 7 vụ án, kết thúc xác minh, giải quyết 11 vụ án, giải quyết 11 vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đặc biệt, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố xét xử các vụ án xảy ra tại công ty Việt Á, tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Sở Y tế Quảng Ninh và công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn và bị truy nã. Giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. 9 cán bộ công chức và tập thể xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã bị kiểm điểm do không thực hiện nhiệm vụ được giao. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 16 tháng 8, một ngày sau khi Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả kiểm điểm đối với cán bộ công chức tại xã Bạch Lưu trong vụ hàng chục cán bộ xã vắng mặt trong giờ làm việc. Qua đó, 9 cán bộ công chức bị kiểm điểm, gồm ông Nguyễn Văn Đan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ông Đào Xuân Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ông Hà Trọng Khánh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, ông Nguyễn Văn Năng, công chức Văn hóa Xã hội, ông Đào Xuân Hiếu, công chức Văn phòng Thống kê, ông Vũ Văn Dậu, công chức Tài chính Kế toán, ông Đỗ Đại Khoa, công chức Địa chính, Xây dựng Nông nghiệp và Môi trường, ông Vũ Hồng Nam, công chức Tư pháp Hộ tịch, ông Phạm Văn Nam, công chức Văn phòng Thống kê. Việc cán bộ xã vắng mặt hàng loạt bị người dân phát hiện trong ngày 4 tháng 8 khi họ đến Ủy ban Nhân dân xã Bạch Lưu làm thủ tục giấy tờ nhưng không có ai làm việc. Ông La Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bạch Lưu đến chiều cùng ngày khẳng định địa phương không có lịch họp hay công việc đột xuất, còn lý do vì sao hàng chục lãnh đạo, cán bộ đều vắng mặt trong giờ làm việc thì Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bạch Lưu trả lời không biết. We'll be right back.
Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook ORT Tiếng Việt.